trận đấu giữa Union Berlin đấu với Dortmund diễn ra 20 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 10, nghiêng hẳn về phía đội khách, cuộc đọ sức này cũng được chờ đợi sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Union Berlin đã thua 1 0 trước Borussia Mönchengladbach trong trận đấu gần nhất của họ vào ngày 28 tháng 9, một trận đấu mà họ không tạo ra được cơ hội lớn nào, chỉ kiểm soát bóng 36% và để thủng lưới ở phút 96. Huấn luyện viên Boss Vincent cảm thấy không hài lòng với công tác trọng tài, đồng thời chỉ trích thời gian bù giờ ở cuối hiệp 2 nhưng cũng nói rằng đội của ông đã thiếu tập trung ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Đáng khen cho Svensson là trận thua thứ bảy tuần trước là lần đầu tiên họ thua trong 7 trận gần nhất, trong đó họ giành 4 chiến thắng và có 2 trận hòa. Trong khi đội chủ nhà tự hào có thành tích phòng ngự tốt thứ hai tại Bundesliga khi chỉ để thủng lưới 3 bàn, điều đáng lo ngại là họ chỉ ghi được 4 bàn, là con số ít nhất tại giải đấu. Trên bảng xếp hạng Union Berlin xếp thứ 9 với 8 điểm, nhưng chỉ ít hơn 2 điểm so với top 4. Union Berlin đã giành chiến thắng trong cả 3 trận sân nhà gần nhất tại Bundesliga với cách biệt một bàn, Mặc dù trước những chiến thắng này, họ đã để thua 3 trận liên tiếp tại Stadion Under Anton Forsteren. Tại vòng 6 Bundesliga, Union Berlin sẽ trở về sân nhà tiếp Dortmund. Nhận định Union Berlin với Dortmund nghiêng hẳn về phía đội khách, cuộc đọ sức này cũng được chờ đợi sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Câu lạc bộ Dortmund đã vượt qua thất bại đáng thất vọng một năm trước Stuttgart vào ngày 22 tháng 9 bằng chiến thắng 4-2 trước VFL Bochum vào ngày 27 tháng 9 và chiến thắng với tỷ số 7-1 trước Celtic tại Champions League vào ngày 1 tháng 10. Đội của Sahin đã hòa 1-1 với Celtic sau 9 phút nhưng Dortmund đã dẫn trước năm. Một khi kết thúc hiệp một. Karim Adeyemi lập HAT trích trong hiệp một và giúp đội của anh giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai của chiến dịch Champions League 2024-2025. Sahin nhấn mạnh rằng chiến thắng 7-1 của Dortmund phải là chuẩn mực để đội của ông tiến lên phía trước và so sánh màn trình diễn của họ với trận thua trước Stuttgart. Dortmund hiện đã ghi được 24 bàn và để thủng lưới 7 lần trong 8 trận đấu chính thức của mùa giải này. Mặc dù họ chỉ có tổng số bàn thắng kỳ vọng cao thứ 6 trong số 18 đội bóng hàng đầu của Bundesliga, Câu lạc bộ Dortmund hiện đang chơi với sự tự tin rất lớn và được đánh giá cao sẽ kéo dài chuỗi trận tốt của mình trước Union. Dortmund ghi được hai bàn ở hai trong ba lần chạm trán gần nhất với Iron Ones và sẽ có thêm 3 điểm khi trận này hạ màn. Câu lạc bộ Union Berlin đã thua lần đầu tiên tại Bundesliga mùa giải này khi để thua trước Gladbach. Giờ Iron Ones đã để thủng lưới ở phút thứ 96 trong trận thua 1-0. Còn Borussia Dortmund đã ghi 7 bàn vào lưới Celtic ở Champions League vào giữa tuần qua nên sự hưng phấn đang lên cao. Câu lạc bộ Borussia Dortmund còn giành chiến thắng trong cả 3 lần chạm trán gần nhất với Union Berlin, ghi được 8 bàn thắng. Phân tích của chuyên trang bóng đá Sport MOLE về tất cả dữ liệu có sẵn, bao gồm màn trình diễn gần đây và số liệu thống kê về cầu thủ, cho thấy kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Union Berlin thắng với xác suất là 39,37%, chiến thắng của Borussia Dortmund có xác suất là 36,44% và hòa có xác suất là 24,2%. Câu lạc bộ Dortmund hiện đang có 10 điểm sau 5 trận, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Bayern Munich 3 điểm. Đội bóng vùng Ru có thành tích sân khách kém ở giải đấu trong những trận gần đây khi họ thua 3 và hòa 1 trong 4 trận gần nhất, chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới 12 bàn. Câu lạc bộ Union Berlin sẽ không có thủ môn Yannick Stein cho đến cuối tháng 10 do chấn thương vai khiến anh phải ngồi ngoài kể từ đầu tháng 8. Tiền đạo Ivan Pajin và hậu vệ phải Josip Juranovic có thể sẽ không ra sân cho đến giữa tháng, trong khi khả năng ra sân của Kevin Volan vẫn chưa chắc chắn do chấn thương đầu gối huấn luyện viên Svensson gần như chắc chắn sẽ tiếp tục để thủ môn Frederick Ronald ra sân ngay từ đầu và ông có thể giao nhiệm vụ cho các trung vệ Daninho khi Kevin Vok và Diogo Li chỉ huy hàng phòng ngự. Dortmund sẽ không thể triệu tập người hùng lập HAT trick Karim Adeyemi cho đến cuối tháng 10 do chấn thương gân khoeo, trong khi Giovanni Reina dự kiến sẽ trở lại vào giữa tháng 10. Tiền đạo Daniel Malen vẫn chưa chắc có thể ra sân vì bị sốt và những sự vắng mặt này có thể khiến Sahin phải tung Jamie Bynoe Gittens, Julian Brand và Julian Duranville vào sân phía sau tiền đạo Sahu Girassi, Emre Can có thể kết hợp với Pascal Groth ở khu vực giữa sân. Dortmund đang có phong độ tốt, họ cũng có thứ hạng tốt hơn Union Berlin. Tuy nhiên phong độ của đội bóng vùng Ru khi xa nhà là không tốt, trong khi đối thủ của họ chơi rất tốt ở tổ ấm của mình. Nhiều khả năng Dortmund sẽ gặp khó và có thể đánh rơi những điểm số. Hàng công của Dortmund đang chơi cực tốt, trong khi Union Berlin với điểm tựa sân nhà sẽ nỗ lực để hy vọng tìm kiếm những bàn thắng những thống kê cho thấy 4 trong 6 trận gần đây của hai đội đều có ít nhất 3 bàn.